Kính chào quý vị đang đến với chương trình tiêu điểm kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay sau khi 6 quốc gia thành viên bao gồm Nhật Bản, Singapore, Mexico, Canada, Australia, New Zealand chính thức phê chuẩn hiệp định. Dù không có sự tham gia của Mỹ, đối tác lớn của Việt Nam, nhưng CPTPP vẫn là hiệp định rất quan trọng và đem lại cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam do nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam không bị cạnh tranh nhiều với các thị trường trong khối. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội, đòi hỏi chính phủ và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cần phải rất nỗ lực. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề CPTPP, cơ hội thách thức đối với Việt Nam. CPTPP có tiền thân là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với sự tham gia 12 thành viên. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi đàm phán hiệp định sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào đầu năm 2017. Tháng 3 năm 2018, CPTPP chính thức được ký kết tại Santiago, Chile, gồm 11 nước thành viên: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định sẽ giúp giảm rào cản thuế quan giữa các nền kinh tế chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Theo quy định, nếu đủ tối thiểu 6 quốc gia thành viên phê chuẩn, hiệp định sẽ tự động có hiệu lực sau 60 ngày. Ngày 31 tháng 10, chính phủ New Zealand thông báo hiệp định CPTPP nhằm dỡ bỏ rào cản thương mại giữa một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á Thái Bình Dương sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 12 năm nay, sau khi Australia thông báo với New Zealand rằng họ sẽ trở thành nước thứ 6 chính thức đệ trình các thủ tục phê chuẩn hiệp định. Như vậy, hiện đã có 6 nước phê chuẩn CPTPP gồm Nhật Bản, Singapore, Mexico, Canada, Australia, New Zealand. Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Packer cho biết đợt cắt giảm thuế quan đầu tiên sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018. Do tính chất đặc biệt của thời gian phê chuẩn hiệp định, đợt cắt giảm thuế quan lần 2 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Các thành viên còn lại gồm Brunei, Chile, Malaysia, Peru và Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định trong thời gian tới. Dự kiến ngay sau khi hiệp định có hiệu lực, từ 95 đến 98% số dòng thuế giữa các quốc gia sẽ về 0% ngay lập tức. Các dòng thuế này còn lại sẽ theo lộ trình trung bình từ 5 đến 7 năm. Nhiều tính toán cho thấy Việt Nam sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi. Không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế, CPTPP sẽ tác động tích cực đến Việt Nam trên nhiều khía cạnh. Sau rất nhiều lợi ích mà hiệp định TPP mang lại, đến nay doanh nghiệp xuất khẩu dệt may này vẫn hoàn toàn kỳ vọng vào hiệp định này, dù không có sự tham gia của Mỹ, một đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Thực ra thì đối với các doanh nghiệp dệt may thì khi ký các cái hiệp định thương mại tự do thì hầu hết là các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Và nó tùy thuộc vào các cái doanh nghiệp, mỗi một doanh nghiệp lựa chọn một cái thị trường khác nhau. Nếu như các doanh nghiệp lựa chọn thị trường Úc, thị trường Canada thì các doanh nghiệp đó sẽ hưởng lợi rất là lớn vì các cái khách hàng của họ, truyền thống của họ là xuất đi các thị trường đấy, và sau khi ký các cái hiệp định thương mại thì họ sẽ được hưởng các cái thuế suất là không bằng không và họ sẽ có cái cơ hội nhiều hơn để xuất vào các thị trường đấy. Và ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp khác mà lựa chọn thị trường Mỹ và châu Âu là thị trường chính thì cái cơ hội không nhiều. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khi ký các hiệp định thương mại tự do thì các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang nhau. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 25,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu giày dép đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7%. Tập trung vào các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc và các khối nước hiệp định CPTPP. Do đó, khi CPTPP có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội phát triển cho ngành dệt may, da giày của Việt Nam, đặc biệt là sự thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy xuất khẩu đối với các thị trường thuộc CPTPP. Tôi cho rằng là cái khu vực doanh nghiệp trong cái lĩnh vực về công nghiệp dệt may, công nghiệp da giày, công nghiệp chế biến thực phẩm, đặc biệt là các ngành về đồ uống, rồi thì cũng như là bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ là những cái ngành mà được hưởng lợi nhiều nhất từ và trực tiếp từ cái hiệp định thương mại tự do này. Nhưng còn những ngành khác, nói như vậy không phải có nghĩa là không có lợi ích và không có hiệu quả, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều và trong cái sự chuẩn bị như của chúng ta đã nói. Trong cam kết mở cửa thị trường, các nước tham gia CPTPP cũng dành cho Việt Nam sự ưu đãi ở mức độ rất cao ở nhiều dòng thuế. Ví dụ trước đây, Nhật Bản chưa mở cửa thị trường cá ngừ. Nay với cam kết của hiệp định CPTPP, Việt Nam đã có thêm những cam kết tốt hơn. Tương tự, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản và đặc biệt là sản phẩm công nghiệp của Việt Nam thông qua CPTPP sẽ có thêm nhiều thế mạnh. Các hiệp định thương mại khi mà đã có hiệu lực thì cái lợi ích từ hiệp định thương mại nó mang đến cho các cái buyer, các cái nhà mua của chúng tôi, và chính cái nhà mua này khi họ nhìn thấy cái lợi ích từ các cái vải như dệt bảo minh chúng tôi, đó là vấn đề chất lượng,
đó là vấn đề giá, đó là vấn đề thời gian giao hàng, đó là với môi trường xanh sạch an toàn, thì đấy là một cái lực hút cho các cái nhà mua của chúng tôi, và chính cái điều đó nó tạo lên một cái tầm nhìn của chúng tôi trong cái phát triển cho một cái giai đoạn 2 tới đây. Đặc biệt, tham gia CPTPP mở ra cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế vận hành nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến hành cải cách thị trường và thể chế một cách toàn diện và triệt để. Cái hiệp định này rất gắn bó chặt chẽ với cải cách bên trong nền kinh tế, rất gắn bó với cải cách thể chế, cải cách những cái chính sách, cái điều kiện sau đường biên giới. Và đây là cái thời điểm bước ngoặt cho phát triển của Việt Nam. Cho nên nếu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc cải cách thể chế và gắn với cái cam kết của một cái hiệp định vẫn đảm bảo cái chất lượng cao. Ngoài ra, CPTPP hứa hẹn sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong bối cảnh đó, xu hướng tự do hóa thương mại không phải nước nào cũng ngoài cùng được. Tương lai CPTPP có thể không phải chỉ dừng lại ở 11 nước mà còn kết nạp thêm một số nước khác. Có thể bây giờ là 11 nước, nhưng không loại trừ khả năng vài năm tới lại là 12 hoặc hơn, và không ngoại trừ Mỹ quay trở lại. Vâng, thưa quý vị, theo ước tính, nếu như TPP bao phủ 40% GDP, 60% thương mại toàn cầu, thì CPTPP chỉ có độ bao phủ là 14% GDP, 1/6 thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù độ bao phủ thấp hơn, nhưng những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trước CPTPP vẫn còn nguyên vẹn như đối với TPP. Chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dệt may, với khoảng 10% sản lượng xuất khẩu sang Nhật, một trong những thị trường lớn trong khối nước CPTPP, đại diện doanh nghiệp này cho biết, mặc dù CPTPP hứa hẹn mang lại nhiều ưu đãi và lợi ích, tuy nhiên để khai thác tốt những thị trường lớn và tiềm năng trong khối cũng không phải là điều dễ dàng, thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cái thị trường của Nhật là một thị trường cũng rất là khó tính. Đấy, riêng Tổng Công ty 28 cũng đã tham gia làm hàng xuất khẩu cho Nhật cũng rất là lâu năm, nhưng cái sự tăng trưởng thì cũng chưa được như là kỳ vọng. Thách thức thứ hai mà các doanh nghiệp nhận định cũng được minh chứng là thách thức trong giữ chân người lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang có khuynh hướng chảy dần sang các doanh nghiệp FDI. Cái thứ hai nữa là khi cái lao động, cái đầu tư mà chuyển vào ở trong này, khi lao động được giao thương rộng hơn, mở rộng hơn để hợp tác hơn, thì cái sự thu hút giữ chân chính sách đối với người lao động đối với Tổng Công ty 28 cũng là một cái sự khó khăn, mà cái xu hướng đấy đã nhìn thấy rõ trong cái thời gian vừa rồi. Hiện nay, lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn, hơn 97% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, khả năng nắm bắt những luật chơi quốc tế của những doanh nghiệp này rất hạn chế. Đây cũng là một trở lực của doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP. Về mặt cái trình độ về thì thấy cái tiếp cận về cái trình độ về cái quan hệ quốc tế, phải thấy là tìm hiểu về cái những cái luật chơi của quốc tế, phải thấy là các doanh nghiệp làm việc không có điều kiện. Chỉ ngoài các doanh nghiệp lớn thì họ có những cái bộ phận chuyên môn tư vấn luật để làm những công tác đó. Thì doanh nghiệp nhỏ là họ vừa giám đốc, họ kiêm hết, vừa quản lý sản xuất, vừa là người đi quan hệ bán hàng, vừa là họ phải thực hiện những cái chủ trương về trong và ngoài nước. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà một người làm việc nhiều quá thì cái mức độ nắm bắt sẽ không được sâu sắc hơn. Đó cũng là một cái hạn chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chúng ta. Mặc dù các nước thành viên CPTPP đã quyết định tạm hoãn áp dụng một số nhóm nghĩa vụ được coi là có mức độ cam kết cao. Cụ thể, hiệp định CPTPP cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ và quản lý hải quan, tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, tài chính, viễn thông, môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng. Nhưng về cơ bản, hiệp định CPTPP vẫn được đánh giá là một FTA chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay. CPTPP sẽ giữ lại bản chất của TPP, như vậy thách thức và áp lực về những thay đổi trong cơ chế, những hoạt động về kinh doanh sản xuất, luật pháp vẫn nguyên vẹn như đối với TPP. Chúng ta luôn hiểu rằng là cái CPTPP là TPP, thực sự nó là TPP, nhưng có gác lại, coi như là tạm ngưng, còn chưa thực hiện một số điều khoản. Đấy, trong 20 điều khoản, trong 8.000 cái trang các nội dung thì rằng chúng ta thấy là không bao nhiêu cả. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng là tinh thần là chúng ta phải thực hiện cái TPP. Và như vậy thì rõ ràng là với cái điều kiện như hiện nay thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc để làm. Vì là
từ những cái điều kiện về chuẩn mực hoạt động của doanh nghiệp, lẫn là một số những vấn đề về thể chế, đặc biệt vấn đề về lao động, về công đoàn, vấn đề về cái điều kiện về môi trường, về sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp, hay là vấn đề về tôn trọng các cái phát triển về bản bền vững, v.v. Rất nhiều cái là TV đặt ra tiêu chuẩn cao, thì chúng ta còn nhiều việc để có nhiều doanh nghiệp đáp ứng cái điều kiện đấy, cũng như là nhà nước phải thay đổi khá là nhiều. Trong khi đó, theo các chuyên gia, một vấn đề rất đáng quan ngại là độ chênh giữa pháp luật Việt Nam so với các nước trong khối còn rất lớn. Hiện tại chúng ta biết rằng chúng ta đang có một cái sự chênh giữa luật pháp của Việt Nam, những quy định của Việt Nam về cơ chế, về doanh nghiệp, về lao động, về các tổ chức doanh nghiệp, về thuế, nó còn chênh rất nhiều đối với lại 10 thành viên khác của TPP. Theo đại diện trung tâm WTO thành phố Hồ Chí Minh, thách thức về cải cách, thách thức về chuẩn mực, thách thức về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, về sàng lọc vẫn còn đó. Nếu doanh nghiệp cho rằng những thay đổi chưa thực sự cấp bách, vẫn cứ chậm rãi thì đến khi CPTPP có hiệu lực, những doanh nghiệp làm ăn chụp giật và không có bài bản sẽ bị đào thải. Thưa quý vị, hiện Việt Nam được xem là quốc gia nghèo nhất và có nhiều điểm kém cạnh tranh nhất trong 11 quốc gia của CPTPP. Vì thế, nếu như Việt Nam không có những thay đổi kịp thời, thì những kỳ vọng cho tăng trưởng của Việt Nam trước hiệp định này sẽ đi ngược lại. Cần có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi hiệp định CPTPP có hiệu lực, bởi đây là động lực, cơ hội của các doanh nghiệp nâng cao năng lực, sánh vai với bạn bè quốc tế, kết nối mạnh mẽ hơn với các nền kinh tế lớn trên thế giới. Hiện nay, doanh nghiệp này đã có kế hoạch và bước chuẩn bị cho hội nhập nói chung, hay TPP và CPTPP nói riêng, từ giai đoạn 2005 đến 2015 và tiếp đến là giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2025. Cụ thể, bên cạnh tìm hiểu đẩy mạnh mở rộng thị trường trong khối các nước CPTPP, thì tăng năng suất lao động là giải pháp hàng đầu được doanh nghiệp thực hiện. Để mà nâng cao cái năng suất lao động, giảm bớt được cái phụ thuộc vào cái nguồn mà nhân công giá rẻ, mà cái hiện nay cái nhân công giá rẻ đối với Việt Nam mình cũng không còn là lợi thế nữa, khi mà các cái lương tối thiểu rồi lương cơ sở cũng được tăng lên, các cái chi phí khác nó cũng làm tăng lên như chi phí về môi trường. Cho nên là Tổng công ty 28 phải đầu tư bằng cái cách tăng năng suất lao động trên đầu người bằng cái việc phải đầu tư các cái trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Đó, ngoài cái việc thay thế dần những cái máy móc cũ của ngành dệt, của ngành may mà đã đầu tư cách đây trong khoảng 10 năm, 15 năm, thì hiện nay chúng ta phải nâng cấp lên thành những cái thiết bị dệt may thế hệ mới. Có cái năm mà mới sản xuất trong năm 2016-2017 vừa rồi ở châu Âu, để và các cái bài toán tin học hóa, tự động hóa vào thì để mà nâng cái năng suất lên chừng khoảng 8-10% một năm so với cái đầu tư cũ. Không chỉ những giải pháp và sự chủ động của doanh nghiệp trước CPTPP, các cơ quan chức năng cũng có kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp tận dụng những lợi thế từ hiệp định này. Cụ thể là cơ quan hỗ trợ cho doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế, trung tâm WTO thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phổ biến thông tin về CPTPP cho các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại triển khai các lớp về tự chứng nhận xuất xứ. Thì hiện nay thì trung tâm chúng tôi đang phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu là đang triển khai các lớp về tự chứng nhận xuất xứ. Đây là một cái điều rất là thú vị, có nghĩa là giúp cho doanh nghiệp 24/7 tự chứng nhận xuất xứ của mình đủ điều kiện để được hưởng ưu. Cải thiện gấp rút phải có những thay đổi kịp thời. Lực lượng lao động là giải pháp được các chuyên gia đề cập. Cụ thể, ngoại ngữ là yếu tố được các chuyên gia lưu ý là Việt Nam kém cạnh tranh nhất so với các nước trong khối CPTPP. Một cái điều quan trọng mà có lẽ chúng ta không còn thì giờ nhiều để mà có thể thay đổi và có những cái bước tiến đáng kể, đó là cái lực lượng lao động. Như chúng ta biết rằng cái lực lượng lao động của chúng ta còn rất thiếu sót trong vấn đề đào tạo các kỹ năng, mà đặc biệt nữa là chúng ta đi vào cái giai đoạn 4.0 về công nghệ thông tin, thì đây là một cái thời đại mới mà chúng ta phải đào tạo lại rất nhiều người lao động của chúng ta để mà có cái kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Là một thỏa thuận hiệp định thương mại tự do mang tính toàn diện nhất, nên độ mở và sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa Việt Nam cũng sẽ đi cùng chiều.
Vì vậy, theo các chuyên gia, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi mà các doanh nghiệp cần nâng cao. Bắt đầu từ luật pháp, rồi tất cả những cái cơ chế về thuế, về tổ chức, về kinh doanh, về lao động, tất cả những cái quy định về luật pháp, những cái cơ chế liên quan đến tất cả những cái khâu đó cũng phải được thay đổi. Và đặc biệt nữa là hàng hóa Việt Nam cũng phải được nâng cấp. Về thể chế chính sách, theo các chuyên gia, cách thức quản lý của nhà nước phải theo hướng cơ chế kinh tế thị trường. Cần vạch ra rất rõ ràng nhà nước cần làm cái gì và nên làm cái gì, còn lại là để thị trường và xã hội dân sự làm, chứ không nên quá sâu vào cái can thiệp quá sâu vào thị trường. Thì đây là cả một vấn đề rất là lớn. Ví dụ như là câu chuyện của công đoàn, thì đấy là một cái vấn đề liên quan đến xã hội dân sự rất là rõ ràng. Và như vậy thì nhà nước sẽ can thiệp ở mức độ nhất định, còn lại là sẽ cho các tổ chức công đoàn sẽ có một cái tự độc lập nhất định để có như vì cái lợi ích của người công nhân. Hiện nay, Việt Nam đã có nhiều giải pháp và chỉ đạo chuẩn bị trước CPTPP. Theo đó, vào sáng ngày 2 tháng 11, trong buổi trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Chủ tịch nước kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện hiệp định. Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan rà soát, hoàn thiện danh mục các luật, pháp lệnh, nghị định cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong CPTPP. Kết quả rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 12 văn bản, gồm 8 luật, 4 nghị định của Chính phủ, kiến nghị ban hành mới 7 văn bản, gồm 6 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị gia nhập 3 điều ước quốc tế trong quá trình thực hiện hiệp định. Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Nếu phát sinh văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung, sẽ có kiến nghị để sửa đổi bổ sung kịp thời. Cái ý nghĩa lớn nhất ở đây là chúng ta biết là cái hiệp định này không phải thuần túy về mặt thương mại. Người ta gọi là cái hiệp định toàn diện và tiến bộ. Thế toàn diện là như thế nào? Là vì nó không chỉ bàn vấn đề cắt giảm cái thuế quan, mà nó bàn luôn vấn đề về đầu tư, về sở hữu trí tuệ, về mua sắm của chính phủ, về lao động, về đầu tư vào cái thị trường dịch vụ. Tức là nó bàn rất là rộng. Và tiến bộ ở chỗ là nó quan tâm rất nhiều đến các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy thì doanh nghiệp của mình á, là thứ nhất là phải chú trọng tới thương hiệu. Làm sao xây dựng được thương hiệu và làm sao mà xây dựng được cái nguồn nhân lực của mình, vốn là một phần vốn mà mình có thể mà làm được, nhưng mà cái quan trọng là cái nền tảng là cái con người, và cái con người ở đây phải hiểu, phải nắm được công nghệ, phải nắm được công nghệ, phải có tâm và phải làm bằng chính cái tâm của mình chứ không phải chụp giật, thì cái đó mới hội nhập, mới đạt được cái hiệu quả. Hội nhập nào nó cũng có cái yếu tố mà thách thức, trong đó là cái vấn đề cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ giữa các nước, cạnh tranh về vấn đề lao động, cạnh tranh về vấn đề năng lực đầu tư. Ở đây Việt Nam mình không chỉ nghĩ riêng về cái đầu tư trong nước mà đầu tư phải ra ngoài các nước. Nếu như chúng ta cái năng lực cạnh tranh, năng lực đầu tư, năng lực chuyển giao công nghệ của chúng ta không tốt, thì cái thách thức của chúng ta trong cái bối cảnh chung của kinh tế nó sẽ tụt hậu so với các nước. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam chúng ta cũng yếu so với trong cái nhóm 11 quốc gia, cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cũng như là sản phẩm Việt Nam, để tránh trường hợp khi chúng ta gia nhập thì chúng ta trở thành cái nước nhập siêu ở khu vực này, trong khi hiện tại là chúng ta xuất siêu. Nếu mà chúng ta mở ra mà chúng ta không cải thiện được cái môi trường thuận lợi kinh doanh cũng như là cái năng lực cạnh tranh quốc gia chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp thách thức nhiều hơn là cái cơ hội. Mà một trong những cái thách thức lớn nhất là cái thị trường về lĩnh vực về nông nghiệp, nhất là lĩnh vực về chăn nuôi. Nếu các cái doanh nghiệp mà không chú trọng hai cái mảng, một là nhân lực, hai là cái thương hiệu, thì chúng ta sẽ thua. Vậy mình phải biết mình ở đâu, đang như thế nào và chuẩn bị cái gì. Các doanh nghiệp phải tùy theo lĩnh vực, tùy theo cái mặt hàng của mình, và mình phải coi, và đặc biệt là phải coi cái văn hóa mà kinh doanh là một trong những cái không thể thiếu được.
Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.